Thank you.
One, two, three, one, two, three, one,
nghe khí chạy trong người, xuất mồ hôi ra. Hạ ba xuống đầu hơi cúi xuống, nghe khí chạy trong người, mồ hôi sẽ xuất ra. Khí nạp đan điền, dương khí tập biến thành âm khí, nuôi cơ thể. Bốn người nhắm mắt mở miệng nghe ở đan điền. Đứng bao giờ chán được mồ hôi, tay được mồ hôi. Rồi. Không rèn, tức là tập luyện hơi thở cho người nóng lên. Rigid á, meditation là hồi nãy á, từ trái vượt phải, đầu tiên của meditation, tâm thức là meditation. Thì tôi không mang này. Thế và bây giờ theo luật âm dương này, trong dương, dương là đi lên, dương là đi lên, thì phải có âm, tức là bàn tay phải chỉ xuống. Âm mà đi xuống dưới, bàn tay phải chỉ lên. Sau đó tôi nói là nè, lên dương này thì có âm này, hít vào, tay cái tay để ngang là sai rồi, rồi xuống âm này thì tay dương này, thở ra, âm này lên, hít vào, tay nhẹ nhàng thôi, thở ra, hít. Bật âm dương đâu? Đó. Thế, bật âm dương nào mà? Hai. Bóc thao ra. Không, trên tay. Đó. Thế. Đó. Thế. Đó. Thế. Đó. Thở. Còn hãy tập tay, tập chân lên bây giờ, tay chân nối với nhau, điều hòa âm dương. Điều hòa âm dương hai nhịp. Dịch cân kinh hai nhịp. Dịch cân kinh. Đó. Bốn nhịp nè. Thế. Ngồi thẳng lưng xuống. Thở. Hít. Thở. Hít. Hít. Thở. Hít.
nếu thở thế thở thế thở thế thở tay trái bàn tay trái để vào ngoài trụ trọng phải đứng ngoài trụ trọng phải hít vào quay bên phải quay luôn cả đầu luôn thở ra kéo chỗ cũ bên trái hít thở bên phải hít thở bên trái hít thở tay để ngoài cùi trỏ bên phải hít thở quay đầu luôn hít quay đầu cho tay luôn thở hít quay đầu cho tay thở hít thở càng xa càng tốt, cái tay càng để xa càng tốt, thở thở hít thở hít thở 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 ra buông lỏng đưa tay ra con gái thả đầu gối xuống hít vào chống trời hít vào thở ra rất là dồn hít thở lòng thở thở đầu gối xuống hít chống trời thở hít thở thở lòng thở đầu gối xuống hít chống trời thở chân tiếp tục hồi làm việc
Nam mát. One, two, three, four, five, six, seven. One, two, three, one.
1, 2, 3, 4.